thiệt bực mình hết sức và bực mình. Cả tháng nay mình làm chủ khảo thi cái cuộc thi kén rễ cho con mình mà không tìm được cái thằng nào, ông nào mà đã xứng đáng hết. Làm như cái làng này đàn ông nó chết hết rồi sao? Làng trên cũng không có, làng bên cạnh cũng không có, bên phải cũng có, làng dưới cũng không có. Bực không? Rất là bực mình. Thấy không? Hôm bữa có thằng nó vô thi, nhìn mặt nó sáng sủa, nhưng mà vô nói câu vô gì tôi đuổi về luôn. Nghĩ sao mà vô nó khen tôi, mặt tôi đẹp trai, tức quá tôi đuổi về luôn. Hôm qua đó hy vọng có thằng được, trời ơi nó vô nó nói, nó tưởng nó là thông minh lắm, cuối cùng nó nói nhà ông giống như nghĩa địa, tức mà tôi đuổi về luôn. Hôm nay hy vọng nè, còn mấy thí sinh nữa nè, là biết đâu là được vô chung kết nè. Bây giờ mình mời thí sinh mã số 01 nè, bà con cô bác đừng có chen lắm nha, coi chừng bị móc túi. Coi nhớ bình chọn cho thí sinh nha. Bây giờ cuộc thi bắt đầu, mời thí sinh mã số 01. Ông anh, chờ gỡ đuốc. Đứng lại, đi đâu hả? Đi thi. Quên nãy quên lấy phiếu. Phiếu gì? Phiếu gửi guốc. Mày khùng hả? Hả? Mày đâu đây? Tao hỏi mày đi đâu đây? Trời ơi, đi thi. Đi thi hả? Ừ. Đi thi thì phải vô đàng hoàng, mày bỏ bàn của tao, mày bỏ đồ guốc lên. Thôi ông mệt ông quá, để tôi vô thi mệt. Đứng lại. Gì nữa? Mày biết đây là đâu không? Đây là chỗ thi. Thì đúng biết là chỗ thi, vô chỗ tôi thi. Mày đứng lại. Chỗ này là chỗ thi. Thì biết là chỗ thi rồi thì đi vô chỗ tôi thi. Mày đứng lại. Trời ơi, thằng này nó cù nhây quá. Tao nói một lần nữa nè, ở trong không có thi, ở ngoài này mới thi. Ủa vậy là thi thi ngoài này hả? Đúng. Trời ơi, không chịu nãy nói. Mày nhây nhây quá. Ủa mà ông làm gì vô ngồi đây? Trời, thí sinh mình hỏi mày làm gì ngồi đây. Xin giới thiệu, đây là trưởng ban tổ chức kim ban giám khảo, kim cha con gái của tao. Nói chung là ba trong một. Ông xạo, ông xạo, giọng mặt tôi biết xạo rồi. Tôi nghe đồn quá, hôm nay á là ở nhà là ông bốn một tổ chức cuộc thi. Tao tên thiệt là Bụng, nhưng tên bí danh của tao là bốn một nè. Bốn một nè, thấy không? Bốn một đâu? Đó. Một, hai, ba. Đuôi cũng thấy ba một nữa. Mày mới đuôi. Mày nghĩ sao cái một này mày không thấy? Trời ơi, cái đó có lòng tạm không tính đâu mày. Cái gì mà cái một có lòng không tính? Tao là 411334. Thôi mệt đông quá, rồi ông ngồi đây đi. Rồi, chuẩn bị thi chưa? Trời, giờ thi cái gì? Trời, vô thi mà không biết thi cái gì. Nhìn cái mặt cũng sáng sủa ha, đẹp trai. Nhưng mà cái thằng này nó như lây nhây, nó làm cho mình cái gì. Ê, sao nãy giờ thấy mày lây nhây hoài vậy? Trời ơi, chẳng qua tôi làm vậy á là để cho nó có cái không khí. Không khí làm gì? Không khí để cho tôi tập trung chú ý. Tập trung chú ý làm gì? Để cho ông phân tán. Phân tán làm gì? Phân tán để tôi thi đậu. Đậu làm gì? Đậu lấy gái ông chứ làm gì? Đúng rồi, đậu mày mới lấy con gái tao được. Hả? Mày làm hồi tao mày hùa tao liệu theo mày không à? Tập trung nè, chuẩn bị thi nè. Bây giờ thi gì không? Từ từ tao ra đề tài. Nhìn cái mặt mày cũng sáng sủa, đẹp trai, lanh lợi lắm. Nhưng mà trước khi vô vòng 2, tao phải thử mày vòng 1. Nghe, tao ra câu đố nè. Tao đố mày, có một thằng học sinh lớp 6, trên đường nó đi học, nó tới bờ sông, nó gặp con cò bị mù mắt. Cái nó quay về, nó không chịu học nữa. Hỏi tại sao? Dễ ợt, trả lời. Nó thấy con cò bị mù mắt, cái nó nhớ tới má nó tội nghiệp, nó dễ để tan. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. Bà nội mày, trời ơi, mày ngu quá, mày ngu vừa thôi. Mày không hiểu gì hết. Tại sao nó nhìn con cò mà nhớ tới má đó? Sai rồi. Thua chứ. Vậy chứ làm sao? Đơn giản. Cái thằng học sinh lớp 6, nó tới bờ sông, nó thấy con cò bị mù. Mà con cò bị mù là sao? Là sao? Con cò nó bị mù là sao? Là nó không thấy. Đúng không? Thấy. Mà cò không thấy là thầy không có. Mà thầy không có không đi học đi về hết. Thằng này tôi mình. Trời ơi, bây giờ tôi đố lại cái ông nè. Đố đi. Nè, bây giờ nè, có một thằng học sinh lớp 6. À. À, nó đi học tới cuối bờ sông. À. À, nó thấy một con cò bị mù con mắt. Nó buồn. Nó buồn, nó cái buồn. Xong xuôi nó về nó không học nữa, đổ ông á. Cái thằng này
Đây nè. Trời, mày như quỷ hiện hình á, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Sao sao? Nào đến chỗ để cho dễ tập trung chú ý mà lại tao phân tán sao? Thua thua không? Thua không? Con cò. Cái câu này nó đố mình sao giống quen quen ta? Giống như câu mình đố lại. Ha! Mày chơi chiêu hả? Ăn cắp miếng của tao hả con? Ha. Xin lỗi mẹ, bốn mục này không thua ai đâu. Con cò phải không? À. Câu giống của tao gì? Vậy thì lý do nó không đi học là bởi vì con cò nó mù, tức là không thấy, là cò không thấy, thầy không có đi về nó không học. Sai bét. Rồi sao mà trả lời đi? Trời ơi, nó thấy con cò vậy nó buồn quá nó không học, nó đi về. Là sao? Thì nó buồn quá nó không học, nó đi về có là sao đâu. Ủa là sao? Trời đất ơi, ông sao ông chậm hiểu quá vậy? Nó thấy con cò đúng không? Bị mù mắt phải không? Nó thấy tội nghiệp quá, thôi nó buồn quá, nó đi về nó không học nữa. Ủa vậy là hết hả? Ừ, vậy hết rồi. Mày chơi chiêu tao hả? 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 Gia đình đâu? Lấy hàng ra. Trời 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 trời, định giết con hả ông? Ông định giết hả? Định giết hả? Mày làm cái gì vậy? Sao tự nhiên lấy hàng ra giết con ông? Mày khùng vừa thôi. Mày cứ cù nháy mày sàng qua sàng lại hoài. Mày chơi chiêu nữa phải không? Tập 2 phải không? Làm tao mất tập trung chú ý phải không? Để mày gây không khí mà mày lấy con gái tao phải không? Giỡn chút xíu rồi ông làm gì cũng căng thẳng với ông. Từ từ. Thấy cũng thông minh. Nói chung mày cũng có chiêu. Bây giờ vô vòng 2 nè. Gia đình, đem hàng ra. Cái này là con chết chắc nè con. Cái gì không? Từ từ rồi sẽ thấy. Đó. Yeah. Con. Vậy là con hiểu ý nghĩa hả? Con biết hả? Không phải. Con nãy tưởng đâu ông xách hàng ra chém con mà này không phải. Mừng quá. Trời ơi, thằng này sao nó làm tụi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mày ghê quá. Tao nghi quá. Bây giờ nè, mày nhìn cái tấm hình này nè. Mày đứng xích qua tí xíu coi. Mày thấy không? Dạ thấy. Thấy rõ không? Rõ. Đó. Bây giờ ta sẽ hỏi người. Mày nhìn tấm hình này, mày thấy được ý nghĩa của nó như thế nào? Ba ngựa tròn hai chân lên gì? Dễ ợt. Dễ ợt. Nói. Ngựa trắng mau như tuyết. Là sao? Ngựa trắng lông như tuyết. À, thông minh. Tiếp tục. Tư túc cương như thiết. Là sao? Là bốn chân á, nó cứng như là sắt. Hay. Tiếp tục. Sao mày không nói đứng vô? Trời ơi, cái thằng này nó sàng hoài vậy. Mày đâu rồi? Trời ơi. Ở đây. Như hiện hình. Mày đứng ra chỗ nào cho xa nhìn dễ thấy coi. Để em đập mình quá. Nè. Mày lên đây. Đứng lên. Leo lên. Lại. Trời ơi. Tội nghiệp nó nói không có được. Đó, nhìn đi. Đó. Nói. Phú ông kỵ bạch mã, bạch mã tẩu như phi. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mới thấy một cái thằng mà nó thông minh, mà nó giải thích rất là hay. Ý nó nói ta cưỡi con ngựa này bay như phi, tức là bay lên trời. Ta sẽ làm cực hoàng. Ủa, nó đâu mà mày? Bà nội mày nhảy xuống. Thấy chưa, nó lúc nhẫn lúc hiện thấy không? Ông thấy con giỏi không? Thông minh lắm. Thí sinh mang mã số 01 nhớ bình chọn cho thí sinh này. Ra ngoài đi con, uống nước gì đi. Rồi xong một lát vô đây đón kết quả. Đi. Ủa vậy là chưa có đậu nữa hả? Chưa. Nhanh lên. Vô. Để tiếp tục thí sinh thứ hai. Mời quý vị đang xem đài đừng chuyển kênh và không được rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay lại trong giây lát. Rồi quá. Trời quá. Đói bụng quá à. Đói bụng cái gì? Tới giờ thi rồi, nghe đọc tên ông ngoài á. Có không? Có. Vậy tôi ra đâu thi hả? Ừ, ra đi. Dễ lắm. Mà thi cái gì? Trời ơi, vô ổng đưa nguyên cái bức tranh có hình con ngựa. Kêu mình đọc thơ cái là xong liền à. Kêu đọc đón thơ? Hình. Ừ, đón hình. Hồi nhỏ lớn đâu có học đâu mà đọc thơ. Trời đất ơi, tôi chỉ cho anh dễ ở cả. Làm ơn chỉ giùm tôi thôi. Vậy nè. Ừ.
vô phú ông á, ông sẽ đưa cho anh nguyên cái con ngựa, đúng không? Đó, thì anh sẽ đọc thư kêu tá con ngựa. Tá con ngựa? Ừ. Là... tôi đâu biết tá. Thì tôi dạy cho anh. Dạ. Ừ, rồi nè. Rồi, bây giờ câu đầu tiên rồi nha. À, câu đầu tiên là bạch mã mau như tuyết. Bạch mã mau như tuyết. Đúng. Đó. Hay 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 hay. Là gì? Trời trời, không biết sao cười. Ừ, khoái đó, không có học, bây giờ có học à. Bạch mã mau như tuyết á. Ừ. Là con ngựa trắng như là tuyết. Ồ. Đúng không? Trắng như tuyết. Đúng rồi. Ừ. Rồi câu thứ hai nè. Ừ. Tứ túc cương như thiết. Tứ túc cương như thiết. Đó, vậy. Là gì? Trời đất ơi, là bốn chân con ngựa nó cứng như sắt luôn á. Bạch mã mau như tiết. Ừ. Tứ túc cương như thiết. Nó vậy bốn hả? Chân cứng như sắt. Đúng. Là gì? Rồi sao? Trời ơi, còn hai câu nữa. Chưa còn hai câu nữa. Hai câu nữa. Hai câu nữa là phú ông kỵ bạch mã. Phú ông kỵ bạch mã. Ừ. Bạch mã tẩu như phi. Bạch mã tẩu như phi. Đó, vậy ợt đúng không? Hả? Ha. Thì đọc bốn câu vậy thôi là đậu rồi đó, nó xong rồi đó. Đọc lại coi. Đọc lại coi. Trời đất ơi, rồi đọc để lại đi. Đọc lại đó. À, bạch mã. Mã mau như tiết. Đúng. Tứ túc cương như thiết. Đúng. Trời đất, sao mặt ngu rồi trời. Còn hai câu nữa. Trời ơi, phú ông kỵ bạch mã. Đúng rồi. Bạch mã tẩu như phi. Đúng rồi. Đúng không? Chạy như bay luôn á. Dạ, hay quá, cảm ơn nha. Thi đậu, cảm ơn nhiều nữa nha. Rồi. Rồi, thôi vô trọng đi, ông nãy giờ ông kêu tên giọng á. Dạ, em đi thi nha. Rồi. Cảm ơn, sư huynh. Rồi, chúc mừng nha. Ráng đậu nha. Ừ. Thấy tội nghiệp. Người khờ vậy không biết vô trọng thi đậu không nữa. Trời, có nào vô trong trọng thằng kia nó thi đậu mình mất vợ không trời? Đã hết phần quảng cáo, bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh mang mã số 02 bước vào thi. Đứng lại. Ê, đứng lại, mình ngoài hình rồi. Tiến tới, chạy tới. Đó, chạy tới. Chạy nữa. Rồi, được rồi. Ê, tóp, mày đứng gì mà che tao rồi. Hình không lấy tao được. Ve lui. Đó, lui nữa. Lui. Rồi, lấy ra bên lơ. Rẽ trái, rồi. Lơ, vô. Rồi, rẽ trái cái nữa. Rồi, đó, đứng vậy đó. Mày khùng hả? Mày đứng vậy hình thấy mặt mày. Lại quay. Ba má mày hồi đó bẻ ngược hay sao vậy? Mày đi lui thôi, mày đi tới. Thi mà. Vô đi lui rồi có cái chuyện gì đó là không đậu đó, mình đi thẳng ra về khỏi bất công quay lại. Thằng này ghê rồi ta. Nãy giờ gặp hai thí sinh nào cũng độc đáo không à. Quái đản không à. Trời đang nắng nha. Này không biết nhìn áo mình hay nó nhìn mặt mình mà nó ăn tỏi vậy. Tỏi đâu? Sao hôi tỏi quá vậy? Nó ngửi đâu mà thấy hôi tỏi ta? Mày nó bậy cho bạc. Nhà ta là trồng hoa trồng vườn này, nó mùi thơm rất là có không khí, rất là thơm tho. Mà mày nghĩ sao? Hôi thiệt. Thằng này nó có cú hít ngọn mục nha. Nó hít đâu mà đến từ bên đó qua tới bên này được. Hay lắm á. Hít mùi nào ra mùi đó. Hít mùi nào ra mùi đó hả? Thì bây giờ tao ra đề thi mày hít nổi không? Trời, hít sao không nổi. Ờ, vậy thì bắt đầu thi con. Nghe tao hỏi ra, trước khi vô vòng 2, thử vòng 1, coi thử trí thông minh mày như thế nào.
Nói đi. Tao đố mày. Cái gì càng kéo càng cục? Dễ. Cái gì? Kéo kéo. Tại sao kéo kéo? Kéo ra cắt nó cục, kéo ra cắt nó cục. Hay quá, thông minh quá. Sao mày biết hay vậy? Hết. Hết hả? Làm gì để biết hả? Công nhận thằng này có cú hít ngoạn mục nha. Ta đố tiếp. Cái gì càng kéo càng ngắn? Dễ. Cái gì? Điếu thuốc. Tại sao điếu thuốc? Đốt cái dài ra, kéo 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 kéo. Thằng người kéo miếng, kéo kéo. Nó cục lại đó. Hay quá, thằng này thông minh quá. Sao biết hay vậy? Hết. Công nhận thằng này có cú hít ngoạn mục nha. Ta đố mày. Cái gì càng to càng nhỏ? Dễ. Cái gì? Cua. Trời. Sao cua? Hít thấy con cua, cái càng lớn càng bên đây nó nhỏ. Cái điều hai cái càng nó bằng nhau thì giống tôm hùm rồi. Công nhận thằng này nó có quan tâm vấn đề ăn uống nha. Này nó mê hải sản nè, chắc mày giàu dữ lắm không? Thường thôi. Thường thôi. Thông minh. Người thùng là sống à. Người thùng sống hả? Mới là mới vòng 1 thôi. Bây giờ là vòng 2 nè. Mày chết chắc, mày không còn dùng cái cú hít ngoạn mục để mà thắng tao đâu. Vòng 2, gia đình đâu? Ơ khỏi. Sao vậy? Biết đem cái gì luôn rồi. Đem gì? Tôi vừa hít thấy ông đem con ngựa ra cái gì. Con ngựa là cái thằng thí sinh không một mày. Mày không bao giờ đem con ngựa. Tao đem hàng khác cho mày chết chơi nè. Khác là bổ gạt ta không? Gia đình đâu? Coi à. Đem tấm hình con ngựa như vậy. Gạt ta. Trời ơi, tôi hiểu. Nó leo lên đây đứng riết lên giống bà thù quá. Này à? Ê, cứu hết mọi mục nhìn đi, có phải con ngựa không? Tèn mặt nó đơ rồi. Ủa trời ơi, cái bơ bước chạy con ngựa đâu? Con ngựa là thí sinh một đó thi mày. Mày thí sinh hai. Thôi con ngựa. Bà này tôi mất thành tranh ngựa. Không, tao không thích con ngựa. Này sao được? Này cái mày thấy không thấy mày rớt đi về. Khoan. Gì khoan? Trời, chút xíu. Xin lỗi quý vị. Quý vị đừng chuyển kênh khác. Đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Quảng cáo sớm vậy ta? Ủa? Cái câu này là của tôi mà. Tôi là trưởng ban tổ chức mà. Tôi là ban giám khảo mà. Quảng cáo tôi lấy mà. Đâu mà tự nhiên nó nói gì? Ủa gì? Quảng cáo chưa? Dạ mời quý vị đừng rời khỏi màn hình. Đừng chuyển kênh. Dạ chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Quảng cáo! Ủa đâu đây? Kiếm ông nè. Trời, thông chi thi trong đi. Trời ơi, không phải con ngựa. Trời ơi, con ngựa mà. Không phải. Trời đất ơi, con ngựa. Không phải mà. Không phải con ngựa. Ông đưa cái tranh khác mà sao tôi nói được. Trời ơi, cái gì nó con bốn con thôi con ngựa lại vô hết á. Nghĩa là có con gì cũng được hết hả? Ừ, con gì cũng được á. Phải không? Phải. Bốn con nãy á. Nhớ. Biết rồi. Ừ, bốn con nãy. Mà ông trộn gì á. Ông chôn gì cả cha tôi, vô lẹ đi. Tôi thi như bốn con đúng không? Đúng. Bốn câu hả? Ừ. Bốn câu không phải con ngựa cũng được phải không? Ừ. Trời ơi trời. Xem chút nữa bể tuồng rồi. Hết quảng cáo, đồng thời cũng hết giờ giải lao. Và bây giờ, mời quý vị xem tiếp. Trời ơi thằng này về mà về nhanh lên coi. Một ngày mà gặp 10 thằng như thằng này chắc tôi mất rating quảng cáo quá. Stop! Thi được chưa? Được. Rồi, bây giờ mày nhìn đi. Mày giải thích cái tấm ảnh này ra sao? Dễ. Dễ sao? Nói. Bà lão mau dữ tiết. Trời ơi, cái thằng này. Mày dám nói bà lão mau dữ tiết. Mày ví bà lão giống như con ngựa hả? Mày giải thích. Ê, đừng nói bậy. Bà lão tóc trắng. Tóc là mau. Dân có học phải biết cái chuyện đó. Bà lão mau như tuyết. Hay. Giải thích tiếp tục. Tứ túc cương như thiết. Ôi trời ơi. Mày. Ta đập mày chết. Mày dám sao mày dí bà lão như con ngựa. Bà có hai chân. Mày sao mày dám nói bà bốn chân. Lớn tuổi rồi. Già. Đi không nổi. Phải bò. Đúng không? Mà bò. Phải bốn chân không?
Hay. Ê, thằng này nó ngoạn mục ta. Con người ta đó già, cái chân cứng, tay cứng, giống như là sắt rồi đó, bò điếc rồi nó cứng chứ sao. Hiểu, nhưng mà sao con biết hay vậy con? Hết. Công nhận cái cú hít thằng này ghê thiệt, ngoạn mục thiệt. Giải thích tiếp. Qua bên kia đi, hôi lắm. Ta khép lại rồi mày. Ừ. Nói. Phú ông kỵ bà lão tẩu với phi. Ý đó tôi cởi bà lão, bắt dạy, mày bắt dạy. Mày nghĩ sao tao cởi bà lão hả mày? Tao không cởi con ngựa, tao mãi mới được cởi. Ngựa là tầm thường. Bà lão tóc trắng dí như là bà tiên rồi đó. Ông muốn bay lên trời là phải đi với tiên, phải cởi tiên bay lên, hiểu chưa? Công nhận hay. Thằng này nó thông minh thiệt. Mày về mày cởi bà ngoại mày đi. Ông chửi tao cái gì vậy? Không. Giỡn chơi vậy xíu thôi. Ta thấy con rất là thông minh. Con có một cú hít ngoạn mục. Ta không ngờ là một gặp thí sinh. Hiểu. Trời, gặp lần này sao sàng hoài vậy trời. Ta khép lại được chưa mày? Rít tao đi. Ta gặp này ta đi như con chim kết cục á. Biết không? Công nhận thí sinh này hay thiệt. Thông minh hơn thí sinh thứ nhất. Tại vì thí sinh này xử lý tình huống rất là hay. Cỡ nào cũng nói được hết. Từ một bà lão như thế này mà dí thành một con ngựa thì quá là tuyệt vời. Trời ơi, còn mong chờ gì nữa, tôi chờ điều này lâu lắm rồi. Hơn nữa thí sinh này hay hơn tất cả thí sinh khác, bởi vì có một cú hít ngoạn mục. Trời ơi, cái bệnh của ta mấy chục năm nay không ai phát hiện, chỉ có thằng này nó phát hiện thôi. Nên ta tuyên bố. Khoan. Cái gì khoan? Tôi vừa hít được. Hít gì? Hơi gái. Hơi gái tao sao? Sắp ra tới. Sắp ra tới. Sẽ la lên. La lên sao? Mất vàng. Mất vàng. Cha ơi. Gì con? Cha ơi. Cái hộp vàng cho cha con á, để làm của hồi môn á, mất tiêu rồi. Dạ. Trời ơi, con ơi con, sao con hít hay quá vậy con? Con biết trước mọi cái vấn đề hả con? Còn sao nữa con? Cha ơi, giờ sao con không biết con? Ai lấy vậy cha? Cha cũng đâu biết ai lấy đâu. Bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh. Để cha suy đoán thôi. Hồi sáng giờ cha ở đây có một mình cha với thí sinh số 1, dạ. Thí sinh là số 2. Dạ. Chẳng lẽ gia đình, nhiều khi thằng gia đình lấy. Không lấy. Trời ơi, không lấy. Mày nói được hả con? Đúng rồi. Trời ơi, nói được đúng rồi nữa. Trời ơi, nhiều mấy lâu nay tụi nó cắm không à. Mày đi xuống. Cha, bây giờ làm sao phải tìm ra ai ăn cắp của con? Bình tĩnh, cha nhớ rồi. Tránh ra. Ở dưới khoảng cách đó. Chứ còn đứng gần nó không thích cha, nó không giúp được. Con ơi con, ê, cứu hết ngọn mục. Nói nghe, bây giờ ta ra một điều kiện. Nhà ta hiện nay đang mất một hộp vàng. Bây giờ hít giùm ta, coi thử kẻ nào lấy hộp vàng đó. Ta sẽ hứa gả con gái ta cho con. Anh nha. Coi nè cha. Coi đâu có được, nó cắm da gần đó. Cự ly phải 2 mét. Trời ơi. Gì? Cái mỏ nhọn quá kìa. Không sao, giải phẫu thẩm mỹ được. Cái mặt sao quắc hả? Có tiền là làm được tất cả. Con không có chịu đâu. Không có chịu cái gì, nhưng mà thằng này nó có cú hít ngọn một. Trời ơi, lấy ảnh về á, chắc ảnh đòi hết suốt luôn á. Con chịu sao nổi cha. Đừng, yên tâm đi con. Nè, thấy con gái ta đẹp không? Đẹp với số ngang nhau. Trời ơi, đẹp xấu ngang nhau. Đối với tôi trên đời này là vậy. Là sao? Ý mày nói là sao? Là vợ đẹp vợ người ta, vợ xấu vợ mình. Xấu đẹp là bình thường. À vậy mày nói vậy tao còn vui. Tao tưởng mày nói đẹp xấu ngang nhau. Ý mày nói là gái ta đẹp tao xấu đứng gần nhau ngang nhau cái gì? Thì ở đời nó vậy đó. Ôi trời. Nghĩa là gà mà đẻ phụng. À, cái mặt mụn không mà đẻ cho con ra cái mặt rắn nhách. Gì của tao mày? Món mới gì mày? Sao mày xúc phạm đến bệnh hoạn tao hoài vậy? Hả? Mà hết cái bệnh tỏi gì đó bây giờ định bệnh mụn nữa hả? Liệu không? Bây giờ nói tóm lại, mày phải hít giùm tao, coi kẻ nào lấy vàng để tao gả con gái tao cho mày. Chuyện nhỏ, tất cả cha con ông đi theo tôi. Đi, cái mặt quỷ. Ủa, sao giờ mày đi tới mà giờ lui? Đứng lại. Trời, bây giờ đi thẳng luôn à, tao biết nó có vợ đi thẳng luôn à. Chết. Cha. Ai chết? Ông chết. Ừ. Sao tôi chết? Vì ông là người ăn cắp vàng của vua. Rồi xong ông hưu non chứ gì. Tôi biết hết
ông không có tài cán gì, cái chức này là ông cũng mua luôn chứ gì. Thậm chí bằng tôi cũng bằng giả luôn. Đời ông tôi nắm trong lòng bàn tay. Đó là tôi nghe đồn ở cái làng này, đầu trên sớm dưới có một cái thằng mặt xấu lắm, mà mỏ nó nhỏ nhỏ, mặt nó đờ đờ, mà nó có biệt tài là nó hít. Đúng không? Đúng đúng, cái thằng đó có cú hít ngoạn mục. Đó, nếu mà nó hít ra là ông ăn cắp vàng của vua là cuộc đời của ông kể như là chết. Chu Di tam tộc đó. Nhưng mà không sao, ông bà ta có câu hay lắm: bụng làm thì dạ chịu. Hiểu không? Làm sao? Ông tên gì? Bụng. Bậy, tôi tên Bụng, ông tên Dạ. Tôi tên Dạ. Ý là ông nói là ông làm mà bắt tôi chịu. Đúng rồi. Ông ăn ốc bắt tôi hốt vỏ hả? Công nhận thông minh thiệt. Đừng có hòng. Ai làm thì nấy chịu. Ông già, tôi nói ông nghe, dù sao tôi với ông ở trong triều đình cũng là đôi bạn thân, chí thân chi kỷ. Mình đã từng ngủ chung một giường, tắm chung, rồi đã từng nhậu nhẹt chung. Chẳng lẽ bây giờ gặp bạn hoạn nạn, chẳng lẽ bạn bỏ mình sao, đúng không? Ý ông nói là tôi cứu ông chứ gì? Đúng rồi, ông thông minh quá. Yên tâm đi. Đây, tôi sẽ cho ông coi cái này. Ừ. Thấy cái gì không? Trời, chứng chỉ của vua Ngọc Hoàng, vàng thuế, vàng thuế. Thôi, ở đây là chuyện riêng tư. Tôi nhân lệnh của vua là điều tra cái số vàng bị mất này à. Vậy hả? Đó, ông là người điều tra. Đúng. Trời ơi, vậy là may phước cho tôi rồi. Ông là người cứu tôi, ông là vị cứu tinh của tôi. Dạ. Nhưng ơi, dạ cứu Bụng đi. Cứu không có dễ đâu. Sao? Chuyện này đổ bể ra, tôi với ông đều chết. Đúng. Nhưng mà muốn cứu ông à, thì phải 50 và 50. 50 50. Ồ, chuyện đó dễ, có quán nhậu tờ 50 xẹt 50 không? Tôi dắt ông đi nhậu chầu là xong à. Tối ngày chứ ăn nhậu không hả? Chứ sao? Tôi nói cái vấn đề này nè, là nếu mà chuyện này mà êm đẹp á, là cái số vàng này nè 50 50, hiểu chưa? Hả? Ông 50. Đúng. Tôi 50. Đúng. Bà nội nó, cái thằng này nó ăn dữ vậy trời. Nhưng mà không sao, vàng này vàng của vua mà. Lỡ ra là mình Chu Di tâm tộc với mất hết, thà bây giờ còn lụm được 50. Ông Dạ, Dạ. Sao? Yên tâm, Bụng đồng ý. Dạ cũng y như vậy à. Tất cả im lặng, phi tòa xin phép được bắt đầu. Phải. Gì vậy? Nay quan âm sai xuống xử nguyên tòa gì? À, lâu. Nhưng mà đó cũng không xong nữa. Bình tĩnh. Dạ, lộn, nói bậy, nói lại. Dạ, kính thưa, hôm nay có quan khâm sai triều đình xuống đây xử một vụ mất trộm rất là lớn ở nhất cái làng này. Bây giờ dạ, quan khâm sai tên gì? À, quan khâm sai tên Dạ sẽ xử kẻ trộm vàng của nhà ông Bụng. Dạ đinh, lôi cổ cái tên trộm ra đây. Ủa? Ở kia, tại sao thấy quan khâm sai mà không quỳ mà dám đứng ngang như vậy? Quỳ xuống! Ta không có tội. Không có tội hả? Ha, dám nó không có tội kìa, nó không có tội. Không có tội à? Ừ. Tôi tội gì? À, nó tội gì? Tội gì? Tao biết câu tội gì đâu. Tại sao không biết? Ờ, tội ăn cắp vàng của ta, tại sao không biết? Tôi không ăn cắp. Không có ăn cắp hả? Bằng chứng rõ ràng mà sao không ăn cắp? Ai làm bằng chứng? Ai làm bằng chứng? Ai là bằng chứng? Bằng chứng đâu? Ông hỏi tôi hỏi ai? Bằng chứng đi, mắt lại đuôi không thấy ai? Thì vàng còn đây, tôi ăn cắp hồi nào? Nó đâu ăn cắp đâu. Nhưng gì ngủ? Bằng chứng là ở đây nè. Còn nó đòi nhân chứng. Nhân chứng đâu? 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 Ai biết? Ông nói ông biết người làm nhân chứng à? Quên, mày đứng đây mày quạt làm gì? Đi ra kia, lôi cổ nhân chứng vô đây. Bậy. Cái gì bậy? Nhân chứng là phải mời chứ tại sao mà lôi? Ai ông cũng lôi chứ. Dạ quên, quá bậy. Lát nữa ông lôi luôn tôi quá. Đúng rồi, lôi. Nói gì á? Không dám lôi. Dạ quan không sai, không dám lôi. Dạ đinh, mời nhân chứng vô đây.
mày ra đây, lôi cổ ra đây. Nắng. Mời ra đây. Nắng. Nắng cái gì? Người ta đứng nắng được, mày phải ra đứng nắng. Hôm qua nay thì ở đó hôi lắm. Đó, bây giờ có nhân chứng, vật chứng, bằng chứng đầy đủ, mày còn chối cãi hết. Tôi không ăn cắp. Không ăn cắp hả? Kìa. Tôi thấy. Thấy, thấy sao nói? Lúc nghỉ giải lao. Ừ. Tôi ra ngoài tôi thấy. Thấy gì? Thấy ân nhân. Ừ, ừ, ân nhân. Ân nhân tôi. Ân nhân không? Ừ. Ừ. Giải tôi. Đúng giải rồi. Sao? Ngựa. Ngựa. Ngựa gì? Ngựa tứ túc cư thiết á. Tứ túc cư thiết là sao? Thì giải học mà. Thì giải học. Giải tôi thi á. Hồi nãy nó vô nó thi trước, xong rồi nó ra nó chỉ mày. Ừ. Mày vô mày thi. À, ân nhân. Là. Mày không hả? Mày không hả? Người ta đang xử. Đang xử mày làm chứng để kết tội nó là kẻ ăn cắp vàng. Dĩ nhiên vô tâm sự tình ân nhân là thầy trò là sao? Dạ dạ. Hiểu. Ở kẹp rồi, khỏi sợ nữa. Ờ. Chỉ có quan khâm sai của triều đình. Dạ. Chỉ đi. Nó là kẻ ăn cắp vàng đúng không? Kẻ ăn cắp vàng. Ừ. Người nào ăn cắp vàng chỉ thẳng như mặt ơi. Đó. Bậy. Mày lộn rồi. Đây này nè. Đó. Nó. Bậy. Ta kỵ cái ngón này lắm. Mày ghép khép lại. Không không được. Cái ngón này bị chặt á. Bị chặt là sao? Bị té nãy chặt. Té chặt không? Ta bậy. Đau. Đau. Đó. Vô rồi. Chỉ vô rồi. Hay không nhỉ? Sao mà chỉ tao hoài vậy? Ê, tôi hít tôi biết mà. Hít cái gì? Hít ra. Tôi hít được mùi mới. Mùi mới? Ủa, đây cũng bị tỏi luôn hả? Không phải, cái mùi này nó tanh hơn tỏi nữa. Tanh hơn tỏi là sao? Cái mùi này là cái mùi đồng lõa nè. Đồng lõa là sao? Cái nghĩa là mua bằng giả nè. Bằng giả là sao? Ừ, nó kết hợp nó chia 5 năm nè. 50-50 đó. Ủa sao mày biết hay vậy? Biết. Sao? Hít. Hít hả? À. Đúng rồi, thằng này nó có cú hít ngoạn một cái gì nó cũng biết hết. Trời ơi, sao nó biết tôi ông chia 50-50 hả? Cái gì? Đang xử mà làm gì? Đang xử cái gì? Nó biết mà, nó biết túi ông chia 50-50. Cái số vàng này nè, cái gì túi ông chia 50-50. Vàng này là vàng cấp triều đình nè, túi cấp. Thôi đừng cãi nữa, bụng làm giả chịu chứ nói gì. Bậy. Bậy cái gì? Nó nói đúng rồi. Đúng gì đúng? Đến. Ai cho nhà người lên tiếng? Ở đây ta là quan khâm sai. Đó, lệnh bài của vua. Ừ. Thôi tôi hít tôi biết rồi. Biết gì? Đây là giả. Lệnh bài giả nè. Vậy hả? Lệnh bài mua đó. Mua hả? Ừ. Nhà ngươi nói bậy. Ta là quan khâm sai triều đình. Đúng rồi, đây là thánh bài của vua. Không phải. Lệnh bài giả. Lệnh bài vua. Tôi hết rồi. Hết rồi hả? Lệnh bài bên đây mới thật nè. Phải không? Thế. Nói rõ ra đâu có đâu. Đó. Nó không có. Nói vậy là cái nào thiệt cái nào giả? Thì cái này giả, cái này mua, còn cái đó lệnh bài thật nè. Sao mày biết hay vậy? Ừ. Anh hoàng giảng giảng thế. Bậy, có gì đâu mà mày quỳ dữ vậy? Không có gì quỳ hết, cái này mới thiệt nè, cái này mới giả. Bậy. Hả? Cái đó thiệt, cái này giả, nó quỳ xuống. Thánh hoàng giảng giảng thế. Các người nghe ta phán xét đây. Dạ. Người này đứng lên. Ủa, em được đứng hả? Bởi vì không có tội. Dạ. Vậy em vô bác không đứng nên đỡ nắng. Bụng. Dạ. Ngươi đã mang tội rất lớn, bởi vì dám ăn cắp vàng của triều đình rồi giả giờ về hưu non để hưởng lợi. Dạ. Thần biết thần có tội. Còn ngươi. Dạ. Hai tội. Tội thứ nhất là ngươi dám dùng thẻ bài giả để làm hạ uy tín của triều đình. Tội thứ hai đó là biết kẻ xấu mà vẫn tiếp tay. Quần đâu? Dạ. Giải về triều đình. Đi. Mày gì? Mày là ở đợi cho tao, lính của tao là mà sao lính bên này? Ai nói? Đây là lính của triều đình, cài vô để theo dõi ông. À, nói vậy là chạy trời không khói nắng, không có đâu. Đứng đi. Ủa, có chuyện bất ngờ nè. Dạ. Tôi cũng là lính của triều đình. Hả? Chứ ông có hít gì hết chẳng hạn. Đi. Quan ơi. Quan không sai, xin dừng chân lại. Xin hãy cứu cha em. Em xin ngài. Em biết là cha em tội nặng lắm, nhưng mà xin ngài lên triều đình á, xin giảm án cho cha em. Nếu được như vậy thì em xin trả ơn người cả đời này. Ở đây nè. Cô đứng dậy đi. Cô cứ an tâm. Tôi sẽ làm hết tất cả những khả năng mình có thể. Quang.
một ngày chúng ta sẽ gặp lại.